bông dừa kiển rất là đẹp nha. Đi vấn đề hả chú? Chú à, bán chuyên về mai. Mai nhỏ nhỏ hả chú? Mấy cái cây nhỏ nhỏ gì gì là mình khoảng giá nhiều chú? À, khoảng giá 100, 150. 4, 6 rồi chịu. Rút vào một từ đó, bây giờ các bạn ngã xuống rồi nè. Rút cái bao ra. Rút bên đây luôn. Rút luôn. Rồi rồi. Ủa mình căng cho dù à. Kéo xề vô ha. Trời ơi. Người nắm dây người nắm hết. Người nắm dây. Ba. Chơi chơi chạy chút đi. Tạt nước vô cho chân dễ kéo hả? Bài 3 vô. Ê. Em xin chào buổi chiều quý cô chú anh chị và các bạn. Em chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một buổi chiều thật nhiều niềm vui. Thì hiện tại em đang ở trung tâm thành phố Long Xuyên. Trong video hôm nay em sẽ quay cái cảnh chợ hoa của Long Xuyên. Mà trước khi vào khu vực chợ hoa, em sẽ ghé những cái gian hàng bán bánh kẹo, đồ trưng Tết nè, để quay cho quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Rồi sau đó mình sẽ đi một cái đường bọc cua lại cầu Duy Tân và mình quay chợ hoa. Ở đây thì người ta đã trưng bày những cái bánh mứt rất là sớm rồi nè. Bữa nay là mới có chiều mùng 6 tháng chạp thôi mà những cái gian hàng này bà con ở đây là trưng bày rất là đầy đủ rồi. Mứt rồi kẹo kẹo bắp nè. Ôi có cái này là me. À, mứt me hả con? Cái này cô 100 gram cô bán sao? 25.000 100 gram mứt me ha. Cô lấy con 100 gram mứt me đi. Cái này bán 100.000 không cái đầu. 25.000. 25.000 ha. Còn bên đây là kế bên là mứt mẵng cầu nè. Có hai loại ha. Cái giá nó cũng cỡ với mứt me hay sao cô? Bằng giá luôn hả chị? Là nguyên một dãy hàng ngang là khác ha. Đây hello. năm nào cái gian hàng mình cũng là cái lô này hết trơn hả con? Năm nay con thấy là không biết sao mà thấy có vẻ là trưng sớm hơn mọi năm á. Bà con mình tranh thủ hay sao? Giàu hơn mọi năm. Qua dịch rồi giàu hơn. Dạ. Thôi em lấy đẹp không gì em? Dạ, lấy con 100 gram mứt me đi. Mứt me nè, thêm đậu ha.
cô có thể giới thiệu một số cái loại mứt không? Tại vì nhìn quá nhiều rồi con không có rành. Có cái này là mứt khoai lang. À mứt khoai lang ha. 150 ký. 150 ký. Còn bên đây. Mứt bí. À mứt bí. 120. Còn này mứt củ năng 200. À có mứt củ năng luôn 200. Còn này mứt gừng. À mứt gừng. 200 luôn. À người ta nói là thơm như mứt gừng là này đó không? Còn này là mứt sen. Mứt sen. Trời ơi, đầy đủ các loại mứt hết trơn bà con cô bác ơi. Quẹo lửa, quẹo lửa. Vàng, ký 200 luôn. Đây sô cô la vàng. Một ký 200 luôn. Mức mức ra mà ở cầu là làm nhà nó ngon lắm. Trời ơi. Ăn là phê là ghen luôn đó. Phê là ghen luôn hả? Chị dữ. Rồi thiệt, thiệt. Dạ. Cảm ơn ra mua 2 ký luôn. Dạ. Ngoài những cái loại mứt bên đây còn nguyên cái dãy bên đây nè quý cô chú nữa. Rất là nhiều các loại mứt luôn. Đây là sô-cô-la rượu. À sô-cô-la rượu. À 200 luôn. Kẹo đậu phộng ký 120. À ký 120 kẹo đậu phộng. 120 bắp ký 100. Bắp kẹo bắp ký 100. Đây là sô-cô-la có hộp hạnh nhân chính giữa luôn ký 250. Hộp hạnh nhân chính giữa luôn, một ký 250, quá trời đầy đủ luôn rồi. Còn này là hạt bí xanh. Hạt bí xanh 250. Hạt bí xanh rồi bánh mè tùm lum hết trơn nè. Quá nhiều luôn, cái này kẹo dẻo hả cô? Cái này là rau câu. À rau câu. Mứt rau câu. Mứt rau câu 120. Trời ơi. Rồi. Cảm ơn dẻo chưa hấu. Dạ, quá nhiều luôn rồi. Rất là nhiều luôn cái gian hàng của cô nè. Kẹo chuối cũng 120 luôn. À cái này là kẹo chuối cũng 120 một ký luôn. Nè. Đây là những cái rổ rổ là chia ra nè. Có, hồi nãy có giới thiệu mức gần rồi cô ơi. Dạ. Cái này cũng ngon nữa. Dạ, rồi con cảm ơn các cô nha. Chúc các cô năm nay là mua mai bán đất là phát tài nha. Thì em đi dài dài tới hết cái dãy bán gian hàng bánh kẹo luôn. Ở bên đây người ta cũng bán rất là nhiều bánh kẹo nè. Ồ, sô-cô-la những cái thỏi vàng nè. Rất là đẹp luôn. Yeah. Mình dọn ra bữa mấy rồi cô? Mùng 2. À mùng 2 là dọn đầy đủ rồi ha. Năm nay sao con thấy có vẻ như bà con mình dọn ra sớm hơn tranh thủ hay sao á? Phải không? Sớm hơn mọi năm phải không cô? Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Rồi con chúc cô bán đắt hàng nha. Yeah. Đây cô này bên đây cũng bán rất là đầy đủ các loại bánh kẹo mà. Phía trên cũng trưng bày những cái hộp bánh kẹo quà Tết này kia nè. Bên đây cũng là một cái gian hàng bán bánh kẹo thôi. Đây có hai em gái bán bánh kẹo. Dạ, mấy hạt thôi. Hạt gì? Hạt dẻ. À, hạt dẻ. Hạt đều. Hạt đều. À. Bên đây là có thêm những cái hạt bỏ trong những cái keo đó bán luôn. Ngoài bánh kẹo ra còn có những cái hạt này hạt kia. Năm nào mình cũng bán đây hết à? Dạ đúng rồi, à, cũng năm nào cũng bán đây chứ ha. Gian hàng mình tên gì? Anh đi ở trong này chưa thấy. Dạ Kim Tuyền á. À Kim Tuyền ha. Dạ. Bánh mứt kẹo Kim Tuyền. Nguyên cái dãy gian hàng bánh mứt kẹo. Đầy đủ các loại bánh mứt hết. Để như vậy bà con rất là dễ lựa luôn. Rồi em đi tới cái phía này á, là cái chỗ mà bà con bán lồng đèn hoa đăng thì cái đồ trang trí Tết rất là nhiều luôn nè. Mai, hoa mai thì hoa đào, những cái đồ trang trí Tết rất là đẹp luôn, đầy đủ hết. Năm nào thì cái góc đường ở bên phía này cũng là bà con cũng bán những cái đồ trang trí Tết. Nhìn cảm thấy rất là sơm luôn. Nhìn cái không khí Tết tràn về thành phố Long Xuyên. Là nhìn vào cái góc đường này là mình cảm nhận được cái không khí Tết tràn vào thành phố Long Xuyên. Năm nay dọn sớm hả chú? Nó cũng vừa trên trong đó. Thường là bữa mấy là chú dọn rồi? Tại vì là đầu tháng. À hồi đầu tháng chạp ha. Đầu tháng rồi lại. Bữa mấy bữa trước con có thấy chú dọn lai gai. Thì cắt chạy mấy bữa rồi trang trí một bữa nữa. À cắt chạy mấy bữa rồi trang trí. Chưa lên đồ nhiều nữa đó. À chưa lên đồ đủ đó đó ha. Đó. À, cái góc này của mình thấy rực rỡ quá à. Hồi đó giờ mà xưa giờ. Hồi xưa giờ hả? Bao nhiêu năm rồi chú? Tới 20 năm ăn lên rồi. À cũng cỡ 20 năm ăn lên rồi ha. Cứ góc này hoài á, Tết thì ra đây vậy hoài. Tết là ra đây, Tết là ra đây. Gian hàng gì? Gian hàng lồng đèn gì? Bích tiền. Cái này mình gọi
À, gian hàng lồng đèn đúc tiền. Cái này mình gọi chung hết là cái đồ trang trí Tết hay sao? Trang trí nội thất Tết. Trang trí nội thất Tết hả? Lồng đèn đồ đó ha. Thì đó là liễn rồi giá. Liễn đầy đủ là bông mai. Đầy đủ hết trơn ha. Là Tết. Rồi con chúc chú năm nay là rồi ok. Làm ăn phát tài nha. Ừ, có hai nuôi lúc chơi kiếm mà đi vô tổng dọn đồ ta. Dạ. Đây nè, cái gian hàng nhìn rất là đẹp luôn mà quý cô chú. Các bạn tự làm quá bự rồi làm lại nhỏ lại. Dạ. Yeah. Chọn bạn đi chậm chậm từ từ để cho quý cô chú coi. Đây lồng đèn nè. Đây có em bé. Có em bé nè. Em bé. Biết bé nói, đi chợ Tết. Biết nói chưa chị? Chưa, 11 tháng. 11 tháng hả? Bé tên gì ạ? Bé tên Yvi. Tại Mẵng. Tại Mẵng. Trời ơi, em bé quá dễ thương luôn. Bữa nay em bé đi chợ Tết. À, đi chợ Tết mình mua hả chị? Mình mua à? Mình bữa nay mình mua gì? Mua mà lồng đèn. À, mua lồng đèn ha. Dạ. Bữa nay thì bà con cũng mua lồng đèn rồi, đồ trang trí Tết lai gai rồi đó. Đây có phía đó có mấy chị gái đang lựa đồ đó. Em đang ở cái khu vực mà cầu Duy Tân đi thẳng cái hướng phía này luôn là mình về cầu Hoàng Dẹo đó quý cô chú. Thì ở đây có một cái gốc mai này. Ồ, rất là to luôn. Gốc mai rất là to luôn. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng Chạp rồi. Thì bà con lên kiển cũng khá là nhiều rồi nè quý cô chú. Ồ, đầy hết trơn nè. Theo như em thấy là năm nay bà con tranh thủ lên sớm hơn mọi năm. Ở trong đây cũng có cây kiển rất là nhiều luôn. Cây là mai chiếu thủy phải không anh? Mai lá trung. Mai chiếu thủy gì? Cây lá trung. Lá trung ha. Mai chiếu thủy lá chung. Bữa nay mới có mùng 6 mà em thấy cái lô của mình lên cũng đầy đủ hết trơn ha anh. Lên sớm ha. Ồ, cái gốc mai này, ồ cái này là gốc khế. Gốc khế rất là to luôn. Các anh rút những cái bao chim ra để cái mai xuống à. Trời ơi, cái mai quá bự luôn. Đây, 2, 4, 6 6 người chịu rút bao rồi. Từ đó, bây giờ cái mai ngã xuống rồi nè. Rút đây nè. Rút nè. Rút cái bao ra. Rút bên đây luôn. Rút bao ra. Rút bao luôn.
rồi rồi xuống đi. Ôi ôi cái mai quá bự luôn rồi. Sao sao cái bó bầu rất là bự luôn. Cái mai này gọi là mai gì anh? Mai tứ quý. Mai tứ quý. Phải không? Em không gành nên đừng gạt em nghe trời. Bây giờ. Bên đây cũng có mà. Cái mai này là cái được, được rồi. Ủa mình căng dây dù à. Kéo. À kéo kéo xề vô ha. Trời ơi. Người nắm dây, người nắm máy. Người nắm dây. 3. Ê. Chưa chạy chút đi. Tiếp đi. Tạt nước vô cho chân chân dễ kéo hả? Rồi. Bài ba vô. Ê ồ. Ồ. 2 3 vô. 2 3 2 3 vô. Một, 2 3 vô. Rồi quá êm luôn. Chưa chim bao lên lại nữa hả? Trời ơi còn cái màn chim bao lên lại nữa. Thấy đồng thanh thủ. Đồng thanh thủ rồi. Chim lên mà thêm nữa. Ủa sao mà mình bó mấy cái cọng dây trắng trắng đỏ đỏ gì chú? Bó cho nó đẹp. Bó cho đẹp ha. Nó chứ quấn cho an toàn chút. Là chú bán hả? À của mấy anh này ha. Ở đây có một cái gốc mai này em thấy là bự nhất cái khu vực này luôn nè, rất là bự luôn. Em hỏi thì mấy chú nói chưa có biết giá là bao nhiêu luôn, nhưng mà em thấy là cái cây này là bự nhất luôn đó. Anh đứng lẻ loi à, anh đứng lẻ loi nên ảnh nè, bự quá bự không đứng chung với ai được chân đó. Đây nè, trời ơi rất là to luôn. Gốc mai vàng. Ồ đây là những cái kiển, hoa kiển. Mình mới lên hay gì? Mình mới đi dây điện à anh? Dạ mới lên hồi chưa. Mới lên hồi chưa hả? Dạ. Ôi ôi. Mấy cái gốc này là mấy gốc gì? Ổi lá chung à. À ổi lá sung ha. Lá chung. À ổi lá chung. Rất là nhiều luôn. Phía trên kệ đó là mấy cây linh sam này kia đó phải không anh? À, linh sam có, bông trang, trang có. À, linh sam, bông trang ha. Vú sữa cũng có luôn. Năm nay em thấy bà con lên sớm hơn mỗi năm lắm. Dạ. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh nha. Dạ. Dạ. Đây gian hàng của anh. Dạ, mới mình mới đi bóng đàn hả chú? Ừ. Dạ. Chú à, bán chuyên về mai. Mai nhỏ nhỏ hả chú? Mấy cái cây nhỏ nhỏ gì là mình khoảng giá nhiều chú? 150. À khoảng giá 150 ha. Tùy theo bự nhỏ hả chú? Cây gốc đó phải không? Dạ. Rồi. Bên đó trong đó có cây mai bự kìa. Ở phía cái lô này có những cái gian hàng bán đồ dao, kéo, búa, kềm. Ồ đầy đủ chưa? Cái này mình gọi chung là một cái từ là đồ hàng bãi. Hàng bãi của Nhật nè quý chú. Đây, những cây kéo, những cây dao. Hàng bãi Nhật. Kéo, cây dao.
đầy đủ hết trơn, kềm rồi kéo rồi cưa. Ôi phía bên đây cũng có nè, rồi búa rồi sảng dao kềm. Ồ, rất là nhiều luôn. Phía bên đây cũng cây này là cây gì em trai? Dạ, dao gọn mặt cắt ha. À, có cây bao luôn, có cái bao ngoài luôn. Là có ông anh ông mua đồ à. mua kìm với dao hả anh? Dạ. Dạ, kìm cắt. Tiếp tục thì phía bên đây là anh trai anh đang dời những cái chậu mai cho nó gọn lại nè. Ồ, những cái chậu mai nhỏ nhỏ. Mình mới lên hay gì anh? Dạ, mới lên. Ồ, mới lên ha. Đây cái lô của anh trai. Mấy cái mai vừa vừa nhỏ nhỏ nè. Cái này nhiêu anh? Đó, thấy bự à. Cái này đó bên bà đó ăn kìa. Đó, đó, cái này nó xong. Ồ, cái gốc mai này rất bự luôn nè. Ôi ôi. Không, mình đi vô bên đây mình không biết là cái cây mai này của ông anh chủ nào. Ồ, ở đây dạ. Dạ chào anh, mình bán cây mai đó ha anh, mình bán cây mai đó hả? Mai đó với mai bển. À, cây mai đó, cây mai bự với mai bển ha. Dạ, dạ, nguyên ở là ba cây bự là của mình luôn ha. Mình hết. Dạ. Cái cây mai bự ở ngoài nãy đó là khoảng nhiêu anh? Cái đó là của anh kia. Ở bên kia. 3.2 tỷ hả chú? 3.2 tỷ đó. À, cái cây đó ha là 3.2 tỷ. Dạ. 3.2 tỷ. Dạ. Đây có nguyên một cái gốc mai vàng cũng rất là to luôn nè, của anh trai. Này. Của ông trai, đây anh chủ nè. Cây mai này cái gốc mày giá khoảng nhiêu anh? 1 tỷ rưỡi. À, giá 1 tỷ rưỡi ha. Bề hoành nó khoảng nhiêu anh? Bề hoành mét mốt. À, bề hoành mét mốt. Rất là to luôn. Mình là cái lô phía này ha. À, cái lô phía này. Phía này. Vô đảo vô. Anh trai. Đây. Rồi. Nó dạy nó đưa lên, cái có người có thấy nó thấy nó chứng nó còn. Cái là cái lô bên đây, cái góc bên đây là cũng của anh trai luôn. Của luôn. À. Từ mí này đảo vô đó. Dạ. Dạ. Là cái ngoại tỷ gửi rồi, cái gốc này nhiêu? Gốc này 400. À, gốc này 400 thôi. Cũng à, đẹp cánh. Anh trai này mình ở đâu anh? Mình quê đâu? Ở Châu Phú. À, Châu Phú ở ha. Châu Phú. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh đã chia sẻ nha. Rồi. Chúc anh mua mai bán đắt nha. Rồi. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Ở đây có nguyên cái dáng cây mai bay nè quý cô chú. Ồ, nhìn rất là lạ luôn. À, bây giờ cái bộ gốc nằm đây nhưng mà cái dáng xà xuống phía đây. Đây nè, dáng của cây mai xà xuống phía đây nè. Rất là đẹp luôn. Em thấy rất là đẹp luôn anh. Là cái được kêu là dáng mai bay ha. À, cái chậu cũng rất là đẹp nha. À, rất là to luôn. Để em quay vòng tròn cho quý cô chú xem cây mai dáng mai bay rất là lạ ở chợ Hoa Kiển Long Xuyên. Thì bây giờ em đã đi qua bên phía con đường chợ Hoa Xuân của thành phố Long Xuyên rồi. Thì hôm nay bà con cũng lên bông hoa khá là nhiều luôn nè. Tới cái lô này là người ta bán hoa lan nè. Lô của mình là chuyên về bán hoa lan hả anh trai? Hoa lan không mà bạn ơi. Dạ, hoa lan ha, toàn bộ là hoa lan. Hoa lan loại này loại kia rất là nhiều luôn.
Hoa lan màu màu vàng vàng này là mình kêu hoa lan gì anh? Vàng chanh mà. À vàng chanh ha. Dạ. Bữa nay năm nay mình cũng lên sớm hả anh? Lên sớm anh ơi. Bán dạ. Sớm cho nó như về sớm giống gì. Bán sớm cho màu hết sớm ha. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Dạ. Chúc anh năm nay là bán hoa lan hết sớm nha. Dạ cảm ơn bạn. Dạ. Phía bên đây là có những cái chậu hoa hướng dương nè. Bây giờ người ta lên cũng lay gai rồi. Cái cây này người ta gọi là hoa phụng chỉ nè. Có hai màu, màu vàng với màu đỏ. Rất là đẹp nha. Đây. Cái lô bây giờ bà con cũng lên được một phần nào đó rồi. Ở đây có một cái gian hàng bán hoa rất là đẹp luôn nè. Cái hoa này gọi là hoa gì hả cô? Dạ yến thảo. Hoa dạ yến thảo. Ồ. Rất là đẹp luôn. Có vẻ giống như hoa 10 giờ hả cô ha? Có hơi giống. Dạ. Cái vòng có lẽ hơi giống. Ở đây cô với chị gái mình lên lâu chưa cô hoa nè? Lên bắt lô rồi lên. À bắt lô là lên là bắt lô bữa mấy? Mùng 1 âm lịch. À mùng 1 âm lịch ha, là lên luôn, đầu tháng là lên luôn. Lên luôn. À, năm nay con thấy sao bà con có vẻ như là tranh thủ lên hoa sớm hơn sớm hơn có ngày. Sớm hơn có ngày hả? À năm rồi đi lên mùng 2. À, năm nay mùng 1. Năm rồi cô lên mùng 2. À. Năm rồi bán sao con? Đã không? Ừ, bán được. Được ha. Mình thì... mình ở đâu lận? Ở bên Quang nè, chợ mới đó. À Quang là qua cái bên phía bên bên Bắc quên... An Hòa đi xuống. À Bắc An Hòa mình quẹo phải lên đó ha. Dạ. Dạ. Quẹo xuống dưới đường dạ. Giáp với Vòng Cống. Dạ, rồi bên đây là con gái cô. Gái. Dạ, con gái ha, con gái này lên bán tiếp mẹ ha. Dạ. Gái bán hoa. Mình là chuyên về hoa gì với hoa gì cô? Em gái. Có nhiều em á. Cô em á thì em chuyên về lan. À, chuyên về hoa lan, còn dạ. Cô là hoa này hoa kia, đủ thứ ha. Dạ. Rồi năm nay con chúc cho cô với con gái của dạ. Cô là năm nay mua mai bán đất, năm phát tài nha. Dạ, dạ. Dạ. Nó bung ở trong ra. À, thì là từ tới Tết là nó bung ở trong ra thêm ha. Nó bung trong ra. À, bắp cải này mình có cái tên gọi là bắp cải gì cô? Bắp cải Đà Lạt á. À bắp cải Đà Lạt ha. Dạ, dạ. À, là cái gian hàng của mình là bắp cải với hoa mai. Hoa mai. Văn Khải ha. Rồi cảm ơn. Ồ bây gia đình mình lên bán chậu hoa tiếp cô hả? Trời ơi thấy vui quá ha. Dạ. Cô mình ở đâu lặng? À, nhà mình cảng Mỹ Thới. Ồ cảng Mỹ Thới vậy là còn địa phận của Long Xuyên rồi. Rồi địa phận Long Xuyên. Em ở đâu? Con ở Long Xuyên luôn. Long Xuyên luôn. À. Giới thiệu đây cho dạ. Tới mua mai tiếp nha. Dạ mình lên bữa mấy cô? Dạ lên bữa 24. Dạ 24 à, gì? Không bữa nào? À mùng 2 mình mùng 2 âm lịch. Mùng 2 tháng chạp. Dạ. Mùng 2. Chuyên về hoa mai với bắp cải. Còn ủa là nhiều lắm Tết nữa còn bông nhiều lắm. Là còn bông. Còn lên nữa ha. Dạ, còn dạ. Lên nữa, là mình lên trước lắm. Một mớ thôi. À có cúc mâm xôi. Dạ, cúc mâm xôi luôn. Cô là năm nào cũng bán đây à? Mới năm đầu tiên. À mới bắt lô năm đầu tiên luôn ha. Dạ. 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 Rồi con chúc cho cô bán đắt hàng nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Đây gia đình lên